là các bạn ơi, mình phát hiện ra đây có một cái con gì đó rất là lạ luôn. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần nha. Wow, chúng ta có gì đây? À, một con khủng long. Đây là con khủng long Acroganthosaurus, một loài khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân. Nó có một cơ thể rất là săn chắc cùng với rất là nhiều những cơ bắp luôn đó các bạn ơi. Wow, và mình trông mặt của con Acroganthosaurus này rất là nguy hiểm luôn. Wow, nhưng mà đẹp các bạn ơi. Vui quá. Không biết quanh đây chúng ta sẽ còn những con khủng long nào khác giống vậy không. Wow, sao nó lại nằm ở trong khổ rồi. Ok, không sao hết nha. Mình sẽ đi lụm những con khủng long khác nào. Bắt đầu cuộc hành trình đi săn khủng long thôi. Wow, nhìn nè các bạn ơi. Chúng ta có gì ở đây? Rất là nhiều những con khủng long luôn. Wow, các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có những con khủng long nào đây? Wow, và đầu tiên mình sẽ bắt con khủng long ở gần mình nhất. Đây là con khủng long Bajadasaurus, một loài khủng long ăn cỏ, nó di chuyển bằng 4 chân. Nó có một cái cổ và cái đuôi rất là dài. Và ra thì trên đầu của con khủng long Bajadasaurus này có rất là nhiều những chiếc gai luôn đó các bạn. À, được rồi đúng không nào? Chúng ta cùng tiếp tục đến với con khủng long tiếp theo. Đây là con Keratosaurus, nó thuộc họ khủng long ba sừng. Ngoài ra thì nó cũng là con khủng long ăn thịt, nó chạy bằng hai chân rất là nhanh luôn. Keratosaurus. Tiếp theo trên tay mình đây là một con chim khủng long Sinonithosaurus. Loài chim này đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Trên cơ thể của Sinonithosaurus là rất là nhiều những màu sắc khác nhau, trông rất là nổi bật đúng không nào? Chúng ta sẽ tạm thời bỏ những con khủng long của mình mới nhặt được vào đây hết nha. Tiếp theo là một con khủng long rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Đây là con khủng long Plesiosaurus, một loài khủng long sống ở dưới nước, có một cái cổ rất là dài luôn. Và ra thì nó có tất cả là 4 cái tay bơi, sẽ giúp cho Plesiosaurus này di chuyển ở dưới nước dễ dàng hơn và nhanh hơn. Wow, chúng ta có một con khủng long sống ở dưới nước này các bạn này, rất đặc biệt. Wow, tiếp theo. Wow, một con khủng long bảo chúa Tyrannosaurus Rex. Wow, một mô hình khủng long rất là đẹp luôn. Và Tyrannosaurus Rex là con khủng long hung dữ và nguy hiểm nhất trong các loại khủng long luôn đó các bạn ơi. Nó sở hữu một thân hình khá là cân đối và đầy cơ bắp, rất thích hợp cho việc đi săn đó các bạn ơi. Ngoài ra thì Tyrannosaurus Rex còn có một hàm răng rất là chắc khỏe. Phía bên trong còn có những chiếc răng rất là sắc nhọn luôn đó các bạn. Wow, đã quá các bạn ơi. Mình sẽ cùng đi tìm xem con gì nữa không nào. Hôm nay đúng là một ngày thật là may mắn đối với mình rồi các bạn ơi. Wow, bởi vì chúng ta có rất là nhiều những con khủng long khác nhau ở đây. Và đầu tiên trên tay mình đây là con khủng long Dracoresaurus. Nó có cái đầu hình tam giác, một cơ thể màu xanh lá cây và một khuôn mặt màu vàng. Đây là con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng hai chân nha. Tiếp theo, wow, siêu to khổng lồ là đây. Đây là con Vastatosaurus. Nó có một thân hình khá là to. Wow, các bạn có thể nhìn thấy này, tay của mình cầm gần như là không được luôn rồi. Ô, cái miệng của con khủng long Vastatosaurus này cũng rất là to luôn. Và phía bên trong mình nó còn có rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn nữa. Wow, không ngờ chúng ta sẽ có những con khủng long như vậy luôn đó các bạn ơi. Mình đang cảm thấy rất là vui. Oh my god, gì đây? Wow, một cái đầu con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Chúng ta có một con King Kong rất là to cùng với một cái búa rất là đặc biệt.
Đây là cái búa của thần Thò. Bây giờ chúng ta sẽ đi kỹ hơn vào con King Kong nha. Mình sẽ cho các bạn coi cận cảnh một con King Kong rất là to đúng không nào. Nó có bộ lông màu trắng rất là mượt, cùng với rất là nhiều cơ bắp ở trên người luôn. King Kong. Tiếp theo là cây búa này nha. Các bạn có nhìn thấy ở hai bên được chạm khắc hoa văn họa tiết rất là đẹp. Và mặt sau cũng vậy. Về phần cái thì nó có màu đỏ trông rất là bắt mắt. Và khi mình cầm vào thì có một cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu luôn các bạn ơi. Wow, những món đồ chơi mô hình này rất là tuyệt vời đúng không nào. Các bạn có thể thích những món đồ chơi đấy không? Quay trở lại với cái đầu con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex này. Là một cái hộp đồ chơi của mình. Phía bên trong chúng ta sẽ có rất là nhiều những con khủng long khác nhau. Và đầu tiên trên tay mình bắt ra được là một con khủng long Jamsosaurus. Đây là một con khủng long ăn cỏ, ăn thịt đó các bạn ơi. Nó di chuyển bằng hai chân. Nó có một cơ thể màu vàng cùng với cái hàm răng rất là dài và nhiều những chiếc răng sắc nhọn. Ở bên trong mình còn có con chim Archaeopteryx. Đây là một loài chim khủng long nha. Nó có cái màu hình mặt trăng lưỡi liềm. Hai bên cánh của nó là những cái bàn tay giúp cho nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn. Ngoài ra khi xải cánh ra thì nó có một độ rộng rất là rộng luôn. Mình còn rất là nhiều những con khủng long ở bên trong. Đây là Dilophosaurus, hay còn gọi là con thằn lằn hai màu. Một con thằn lằn ăn thịt, nó chạy bằng hai chân rất là lẹ. Kế đến là con khủng long Stegosaurus. Stegosaurus là con khủng long ăn cỏ. Các bạn có thể thấy trên lưng của nó những chiếc gai rất là to và có màu đỏ trông rất là bắt mắt đúng không nào? Rất là phô trương. Stegosaurus. Ra thì còn có thêm con khủng long Dryginosaurus. Nó có màu xanh da trời cùng với rất là nhiều những cái móng vuốt sắc nhọn ở trên bàn tay của nó. Wow, mình còn bắt thêm được một con khủng long Styracosaurus. Nó thuộc dòng họ khủng long ba sừng. Đây là con khủng long màu xanh lá cây di chuyển bằng bốn chân, rất là dễ thương các bạn ơi. Wow, phía bên trong chúng ta còn có rất là nhiều những con khủng long nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc khác nhau như vậy luôn các bạn ơi. Wow, các bạn có thể nhìn thấy đầu tiên mình đang cầm trên tay là con khủng long Parasaurolophus, hay còn gọi là khủng long màu kiếm. Nó có màu hồng ở phía trên lưng và màu vàng ở phần bụng. Tiếp theo là con khủng long Styracosaurus, nó có màu xanh lá cây. Một con khủng long ăn cỏ di chuyển bằng bốn chân. Còn đây là Dilophosaurus, một con thằn lằn hai màu. Chúng ta có con khủng long Spinosaurus màu xanh da trời nữa nè các bạn. Các bạn có thể thấy rất là nhiều màu sắc luôn đúng không nào. Còn đây là con khủng long Triceratops màu tím. Tiếp tục là một con khủng long Indominus Rex màu đỏ. Màu xanh lá cây chúng ta có con khủng long Keratosaurus. Nó thuộc dòng họ khủng long ba sừng. Trên tay bên đây là con Dimetrodon màu cam. Đấy, khủng long cuối cùng của ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn là một con khủng long Brachiosaurus. Nó có màu xanh da trời này các bạn ơi. Đây là tất cả những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay. Rất đa dạng và đầy màu sắc đúng không nào. Wow, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.